Triệu Phú Voucher xin chào các bạn. Team nghiện trà sữa thì chắc chắn là không thể bỏ qua thương hiệu Dodo. Trà sữa đồng giá 25.000 đồng phải không nào? Từ món trà sữa truyền thống, menu trà sữa Dodo đã sáng tạo thêm những hương vị thơm ngon, hấp dẫn khác như là matcha, sô cô la, hồng trà sữa để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn theo ý thích. Mỗi một loại trà sữa thì sẽ mang đến một mùi vị đặc trưng riêng, chút thanh ngọt nhẹ, chút béo hay chút thơm ngậy rất đáng thử. Ngoài ra thì bạn còn có thể tham khảo những đồ uống khác như là trà đào tươi, sữa tươi trân châu đường đen, sữa dừa đậm mùi béo ngậy. Các loại topping tại trà sữa Dodo cũng được chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những mê mẩn không rời như là mochi kéo dài, pudding thạch thủy tinh, kem sữa, hạt Milo.